Hey yo, hello xin mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Anh hai DaFuq! Của mình vừa mới ra tập phim season 24 tập full rồi các bạn. Và ở trong tập đó có nhiều cảnh phim bí mật lắm nha các bạn nha. Ngày hôm nay mình với các bạn sẽ cùng nhau tổng hợp lại những cảnh bí mật và coi cùng với nhau nha các bạn. Và để tìm hiểu xem là những cảnh bí mật đó đã nói lên chuyện gì nha các bạn nha. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi thì ngay bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu video thôi. Nhớ cho video này của anh chị một nút like nha. Những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút like phía dưới nha. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Let's go baby. Ok các bạn, trước khi vô coi những cảnh bí mật của tập này thì mình có một tấm fan rất là đẹp của bạn fan gửi cho mình nha các bạn nha. Bạn ấy ghi là hãy sub và like cho anh JayGray rồi các bạn. Ngay bây giờ các bạn hãy làm liền nha các bạn nha. Ngoài ra thì bạn ấy còn ghi ở bên đây kèm theo này, nhớ like và sub nha yêu à. Các bạn mà muốn được yêu thì hãy nhớ bấm like đến cái kênh ủng hộ cho mình nha các bạn nha. Và bạn ấy tên là Gia Bảo thì phải các bạn à, nó bị che lại nên không thấy nha. Nhưng mà thôi, anh sẽ đánh giá về tấm ảnh này là 1 tỷ điểm trên 10 nha Gia Bảo. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu video thôi. Let's go baby vô. Cảnh bí mật đầu tiên. Cái gì đây? Những ông bác sĩ của camera. Mày what? Cái tài có cái áo màu hồng như thế này đó chính là anh cameraman Kirito. Giỡn ông nội, Lucky Cameraman nha các bạn nha. Có vẻ như là mọi người đã sửa chữa lại cho ảnh khi mà ảnh bị thương các bạn à. Một nút like nữa các bạn ơi. Ông bác sĩ ông gật đầu một cái, không có gì đâu bạn ơi. Ok let's go, đi ra khỏi đây nào. Wait what? Ai đây? Đây chính là ông cameraman detective, có nghĩa là cameraman thám tử nha các bạn nha. Ông tới đây kiếm mình để nói chuyện hay vậy? Oh hello, xin chào sếp. Ủa vậy sếp? Ui, ai sao còng tay tôi vậy? Ui quá, ổng còng đưa mình vô tù luôn hả? Ơi hình như là có một cái vấn đề gì đó hiểu lầm ở đây anh ơi, em đâu có làm gì đâu. Ủa là sao? Sao tự nhiên bị còng tay vô đưa vô tù luôn các bạn? Vừa mới chữa bệnh cho ta xong rồi trời. Mình nghi là có vẻ như cái ông cameraman thám tử này, ông đã theo dõi anh Lucky Cameraman từ lâu rồi. Và ông đã phát hiện ra anh Lucky Cameraman làm việc cho anh DaFuq!?Boom!, có nghĩa là làm việc cho một tổ chức khác, không làm việc cho quân đoàn liên minh nha các bạn nha. Có nghĩa là chúng ta đang phản bội. Thế nên là ông đã bắt chúng ta đi các bạn ơi. Còng tay luôn, hoại trưởng thì cái chứ. Ê nhưng mà em làm chuyện tốt không bà anh ơi? Ổng không tin các bạn ơi, ổng kêu đưa nó đi vô tù cho tôi. Vậy là chúng ta sẽ chuẩn bị tra khảo. Oh no bro. Đó là cảnh bí mật đầu tiên các bạn. Wait what, đây là cảnh bí mật thứ hai hả? Titan TV Cameraman bắn vô G-Man. Ôi ôi, Titan TV Cameraman tới cứu. Ủa cảnh này có gì đâu bí mật? Hả? What the... Ui bắn quá trời luôn bạn ơi. Rồi khúc này rồi. Ôi trời ơi. Cái khúc đó mà bí mật á trời. Yo, bị bắn vô mông rồi. Bật sóng âm lại. Nó hét lên cho nghe. Mỗi lần G-Man hét lên là điếc cái lỗ tai luôn. Trời ơi, nó cắn cái giò nữa bạn ơi. Trời ơi, nó cắn đứt cái chân luôn à. Ui giời, rồi què chân luôn. Này chơi cắn, này thì cắn này, này thì cắn này. Bớt bỏ cái trò cắn đi nghe. Từ từ đã, ngươi cần ta đó Titan TV Man. Khỏi đi em ơi, anh không cần đâu. Bật đèn khải quyền màu đỏ đi anh. Vô bệnh viện nha con. Đau đớn liền. Đi đâu mà vội mà vàng, bắn cho nằm luôn. I will survive. Ta sẽ sống sót. Tuyệt chiêu kết hợp sức mạnh vô, biến thành G-Man siêu tên lửa đẩy. Final. Quái trưởng. Mấy con Skibidi này chém đi anh. Mày vô bệnh viện luôn đi. Bây giờ thì anh sẽ dí theo nó các bạn à. Let's go baby, bắt đầu nào. Mình nghe anh hai mình nói là trong cái phim này hiện tại anh hai của mình đang có 2 cảnh bí mật. Mà chúng ta vừa mới xem một cảnh bí mật rồi. Và cảnh này là cảnh thứ 2 hả? Ủa gì, cảnh này có gì đâu bí mật ta? Nãy giờ các bạn có thấy cái gì bí mật không? Chứ mình thấy cái gì đó cũng... Chính là cái này, tấm hình bắt đầu đúng ta coi. Mình quên mất luôn. G-Man nè. Let's go. cảnh này mà bí mật đó hả? Cảnh này là một cảnh lớn luôn á. Cái này là quýnh lộn giữa G-Man và Titan TV Man các bạn ơi. Mình sẽ ủng hộ cho Titan TV Man nè các bạn nha. Ngay bây giờ những bạn nào chọn fan của Titan TV Man thì bình luận số 1 kèm với lại một nút like cho video này. Còn bạn nào theo fan của G-Man thì bình luận số 2 kèm với một nút like luôn. Mình đủ số 1 vậy các bạn nha. Ok. G-Man vô đi. À né hả? Này thì né này. Quýnh nó đi anh. Chém nó. Quay quá chi vậy? Wow, G-Man nằm một đống rồi các bạn ơi. Let's go. Chạy đi đâu hả bưởi? Nó lại chạy nữa rồi các bạn ơi. À, hết luôn á hả? Hèn chi là một cảnh bí mật. Nhưng mà coi đúng hay luôn các bạn. Trời ơi, coi quýnh lộn lần đầu tiên mới thấy. Ôi trời, ông này ông tạo dáng như kỳ ta. What the hell. Tạo dáng cho mấy đứa con gái mà nó đi ngoài biển nó chụp các bạn. Đó, quả chữa này cái chứ. Còn ông này thì ông ngồi trên toilet. Còn cái ông này thì ổng đang làm gì đây? Hình như ổng đang ngồi trên một cái toilet. Còn bà cầm cái súng thôi mà làm mặt buồn buồn các bạn. Quả chưởng. Rồi đi nào, let's go Ben. Vụ gì bên đây đây? G-Man tới. Chặn đường trước luôn. Đi đâu mà vội mà vàng. Rồi các bạn coi nè. Cái khúc này nhảy lên TV mắc cười vậy lắm các bạn. Ảnh làm cái dáng Tibo là ảnh giang hai cái đôi cánh tay của ảnh ra ảnh quay các bạn ơi, giống như là trong chống tre của Nobita vậy đó. Mà chém cái bể giáp luôn. Yo, let's go baby. Có một chi tiết rất là mắc cười nha các bạn nha, đó chính là có cái máy bay giật thẳng nó bắn ké các bạn. Lâu rồi mới được bắn G-Man ké mấy viên. 1, 2, 3 đó, bắn ké 3 viên đạn tên lửa. Xong rồi nó dí theo G-Man luôn. Ghê, thấy nó gà không? Mà khúc này hình như G-Man nó có nói cái câu gì đó mình chẳng nghe được các bạn à. Biết gì hôm nay mình coi. Oh my god. Wow. Cô bé nó đây rồi, khỏi cần lên YouTube coi lại. Phân tích bí ẩn tập full season 24 Skibidi Toilet. Chúng ta cần nói về bí ẩn chào Ben 74 trước. Điều này nghe có vẻ kỳ quặc bởi vì nó chỉ. Ủa có tập 24 mà Ben phân tích cái tấm hình này làm gì? Là một tấm thumbnail thôi, đâu có gì mà cần phải nói đến. Đúng rồi. Đã có một bí mật trong bức hình thumbnail mới nhất của tập 74 đấy. Ban đầu thì có chuyện gì vậy? Đã đưa lên một bức ảnh mà trong đó hình ảnh của Titan Cameraman đang giơ một nút like. Ui, tấm hình này có chuyện gì? DaFuq đã thay đổi lại điều này. Tại cùng thời điểm thì DaFuq đã đăng lên một bức hình tương tự ở trên cửa hàng của anh ấy. Và vấn đề ở đây đó là việc mặc dù giống nhau tới 99%, thế nhưng vẫn có một chút khác biệt giữa hình ảnh ở trên cửa hàng của DaFuq và tấm. Có nghĩa là có một khác biệt là chắc là không bấm nút like. Và trong trường hợp này thì là mình chú ý đến đó chính là bức hình thumbnail, bởi vì DaFuq đã lén lút đưa một thông điệp bí ẩn vào bên trong bức hình thumbnail của anh ấy. Một thông điệp bí ẩn là có rất ít người có thể nhận ra. Nó nằm ở vùng tối bên phải này. Tuy nhiên vì quá tối nên mình thực sự không thể đọc được thông điệp của anh ấy là. Mình biết cái thông điệp này là gì á Ben trên điện tử ơi, tôi dịch cho nghe. Có nghĩa là cảm ơn JayGray vì đã xem tập thứ 74. Em có biết đây chính là món quà dành cho em hay không? Và em xem em thấy vui không? Ai biết đâu mình nổ nha bạn. Nhưng mình nghĩ có lẽ là DaFuq sẽ đăng tải nó lên cửa hàng của anh ấy. Không biết anh nói gì hôm nay ha các bạn ha. Không biết có nói về mình thiệt hay không nữa. Đã ra mắt và chẳng có gì để mà nó mờ quá không thấy. Nhưng bạn nào đã biết về cái này thì hãy comment phía dưới phần bình luận cho mình biết với nhé. Ok Ben. DaFuq cũng đã thay đổi phần mô tả của tập 74. Và từ sự thay đổi này thì nó đã xác nhận giả thuyết trước đó của mình. Astro Invader của đám Astro Toilet. Cụ thể thì DaFuq đã ghi rằng hạm đội Astro xâm chiếm trái đất. Và ngay tới đây xâm chiếm trái đất không? Chẳng có lý do gì mà đấy là dùng từ xâm chiếm nếu như đám Astro này sống ở trái đất trong một khoảng thời gian rất lâu, hệt như G-Man. Vậy là tụi này từ ngoài hành tinh. Chỉ có khả năng duy nhất là đám này đến từ một hành tinh hay một chiều không gian khác, và rồi sau đó đến đây để bành trướng lãnh địa và xâm chiếm trái đất mà thôi. Vậy là tụi nó là giống như những người ngoài hành tinh đi đến trái đất của chúng ta và lấy tài nguyên cũng như là tiêu diệt hết tất cả loài người nha các bạn nha. Nói về những phần đoạn bí mật trong tập full season mới. Cảnh đầu tiên diễn ra trong tập 72 và chúng ta được đưa vào BOV của Lucky Cameraman. Lucky Cameraman thấy chưa? 70. Chết và được những người đồng đội đưa về căn cứ. Nhưng mình nghĩ là đồng đã đúng. Lucky Cameraman không nên rời khỏi vị trí của mình để gặp người bạn Plunger Cameraman một lần cuối cùng, bởi vì những gì đã xảy xảy ra tiếp theo thật sự điên rồ. Như các bạn đã biết thì Lucky Cameraman, vậy có nghĩa là ông Cameraman thám tử, ông đã xem Cameraman hành trình của ảnh và ông phát hiện ra là anh Lucky Cameraman giả bộ chết là một trong những điệp viên bí mật, và chúng ta đã dự đoán trước đó rằng anh chàng này đã được đưa vào trong biệt đội đặc biệt do chính đặc vụ bí mật sáng lập ra sau tập 65, bởi vì chúng ta đã thấy đích thân đặc vụ bí mật đang theo dõi Lucky Cameraman ở cuối tập đó. Và trong những phân cảnh được thêm vào của tập Full Season 22 thì chúng ta thực sự thấy anh chàng này giao nhiệm vụ cho Lucky Cameraman. Ngoài ra, tập Full Season 23 chúng ta nghe thấy đặc vụ bí mật đã trách móc Lucky Cameraman vì đã không bám sát kế hoạch, và anh ấy mong muốn Lucky Cameraman đảm bảo rằng hãy giả vờ bị thương nặng và thuyết phục được phe liên minh. Tuy nhiên thuyết phục ở đây là gì? Mình sẽ nói về nó sau. Quay trở lại vấn đề thì mà chưa thuyết phục là bị phát hiện này. Lucky Cameraman đang sửa chữa ở trong trụ sở của chính tộc camera, và sau khi sửa chữa xong cánh tay thì anh ấy bắt có cái người đi ở trong cái gương kìa, liệu mình có ổn hay chưa. Và rồi sau đó giơ một nút like lên cho Doctor Cameraman và Engineer cảm ơn nhiều nha, để cảm ơn họ. Đúng thật là ở trong tập 70 anh chàng đã bị con Skibidi Toilet miệng quất một phát thật mạnh và nằm xuống sàn. Nhưng như các bạn có thể thấy thì vết thương đó không nặng lắm, và Lucky Cameraman nên mình mới nói là anh chàng này đang diễn. Sau khi đã sửa xong thì anh chàng này đã rời khỏi giường bệnh và rồi ra khỏi phòng này. Tuy nhiên bất ngờ thay thì khi mở cửa anh ấy đã bắt gặp ba người, hai trong đó là những upgraded normal cameraman và người ở giữa chính là Detective Cameraman. Detective Cameraman, thám tử cameraman. Rồi không một chút chần chừ, một anh bạn normal cameraman đi đến, sau đó còng tay Lucky Cameraman lại. Điều khiến cho mình bất ngờ không phải là việc Lucky Cameraman bị bắt giữ, mà đó chính là cái còng tay đây. Thực sự mà nói thì nó khá là điên rồ. Chúng ta nghĩ rằng đó sẽ là một trong những cái còng tay số 8 thông thường, giống như những bộ phim khác. Thế nhưng không, chiếc còng tay này có công nghệ khá xịn sò. Và khi đeo cho tù nhân thì chúng phát ra một luồng năng lượng màu xanh lam và xanh lục hòa trộn với nhau. Có khi nào cái còng tay đó là còng tay để khiến cho anh DaFuq không thể nào cứu được anh Lucky Cameraman ông ta? Họ áp chế Lucky Cameraman đi về một địa điểm nào đó, trong khi anh bạn này cố gắng xoay sở và cựa quậy để cố nói rằng mình vô tội. Nhưng thật không may, có vẻ như phe liên minh đã có bằng chứng đủ để bắt giữ Lucky Cameraman. Thôi chết rồi, bị hiểu lầm của phe liên minh. Bởi vì các hầu hết các cameraman ở xung quanh khu vực này đều tỏ ra bất ngờ trước việc Lucky Cameraman bị bắt vậy. Bởi vì đây là lần đầu tiên có một ai đó trong nội bộ bị áp chế như thế này, và chắc chắn nó sẽ gây ra một sự hỗn loạn. Bởi vì khi vào trường hợp này thì họ sẽ nghĩ rằng có một kẻ phản bội nào đó ở trong phe liên minh và hắn đã bị bắt giữ. Thôi tiêu khả năng cao là còn rất nhiều những kẻ phản bội khác đang trà trộn. Đang là người bình thường trở nên thành kẻ phản bội luôn. Thế là bất đồng nội bộ của phe liên minh lại xảy ra căng thẳng hơn nữa. Vấn đề ở đây là làm thế nào mà Detective Cameraman lại có được bằng chứng và đưa ra kết luận của mình được. Mình nghĩ rằng manh mối đầu tiên mà anh ấy dựa vào giống với chúng ta khi mà những tập phim đầu tiên mà Lucky Cameraman tỏ ra khá là kỳ lạ. Vào căn hầm của phe Skibidi Toilet, anh đứng ở đây từ đầu. Ở đây trước đó rồi. Đó là điều kỳ lạ thứ nhất. Điều kỳ lạ thứ hai là hiểu biết của anh ấy về căn hầm này. Việc Lucky Cameraman biết được toàn bộ đường đi của nơi này chắc chắn là thứ khiến cho phe liên minh nghi ngờ anh ấy. Chưa kể tới việc anh ta còn có thể mở được toàn bộ cánh cửa nhờ vào chiếc điều khiển từ xa. Chúng ta thì còn được các bạn như là bạn Ben rồi là các kiểu giải thích chúng ta nghe nha các bạn nha. Còn cái ông thám tử đâu ai giải thích cho ông nghe đâu, thì ông nhìn sao ông tin như vậy. Ben là một thành viên của khu phức hợp này vậy. Điều quan trọng nhất đó chính là anh ta là người duy nhất sống sót trong toàn bộ biệt đội của Plunger Cameraman và Doc. Tổng kết lại bằng chứng này thì Detective Cameraman đã đưa ra quyết định bắt giữ để tra khảo anh ấy. Vấn đề ở đây đó là việc Lucky Cameraman đã tỏ ra khá là bình tĩnh khi bị bắt. Anh ấy thậm chí chỉ bình tĩnh cho có lệ, chứ cũng chẳng tỏ ra mình là vô tội hay gì. Và điều này khiến cho mình nghĩ rằng đây chính là kế hoạch của anh ấy, và việc bị bắt là vậy là anh DaFuq đã cố tình làm cho anh Lucky bị bắt nha các bạn nha. Trời thì sẽ được cứu sớm thôi. DaFuq đã nói với anh ấy rằng hãy thuyết phục họ. Ta không biết được thuyết phục ở đây là gì, nhưng với sự việc đang diễn ra thì nó đang đi theo chiều hướng đó. Để thuyết phục được người đang cần thuyết phục thì Lucky Cameraman đã cố tình để bị bắt, và anh ấy sẽ được dẫn đến để gặp một nhân vật cấp cao của phe liên minh để xét xử. Gặp ai? Nhân cơ hội này thì vẫn còn một người nữa làm đại ca của tộc Cameraman hả ta? Chắc đó là anh Jay biết. Cameraman sẽ thuyết phục họ như kế hoạch. Lucky Cameraman vô đây nói chuyện. Có vẻ như Detective Cameraman là một người khá nhạy bén và anh chàng này thực sự rất giỏi. Cha nó thông minh nha các bạn nha. Cha này giỏi nha. Của đặc vụ bí ẩn thì đây sẽ là một câu chuyện thú vị đấy. Sau cảnh bí mật thứ hai, nó đã xảy ra ngay sau tập 73. Mình đã thực sự không thể tin vào mắt sau khi xem xong vài tập này hay thiệt á. Của tập này bởi vì có quá nhiều phân đoạn troll mà DaFuq đã đưa nó vào. Đầu tiên là anh bạn cameraman này thì chúng ta có thể thấy là anh bạn đang nhìn về hướng mặt trời và tạo dáng đứng trong bộ phim Jojo vì một lý do đó. Trong khi anh bạn cameraman ở phía sau thì chỉ đang tận hưởng hoàng hôn một cách bình thường. Và anh bạn phía sau nữa thì có vẻ như là một cameraman đặc biệt bởi vì anh chàng có cái mũ của chỉ huy và đang cầm một khẩu súng trông khá là chiến. Wow, vậy là sếp các bạn ơi, anh được đại ca. Rồi ghê chưa? Ghê chưa? Thú vị ở đây là ông bạn này đang cầm một điếu xì gà và rồi hít lấy hít để như một con nghiện thật sự. Hiểu anh điếu xì gà hả? Cái này không phải điếu xì gà nha mấy, cái này là hít. Hơi mùi hết thơm. Mà nói thì cái cách tạo dáng của thanh niên này cũng trông khá là ngầu. Nó giống hệt như một người lính từng trải và đang chiêm nghiệm về cuộc sống trong khi chờ đợi kết quả trận chiến giữa các Titan. Trời ơi, chỉ có mấy giây thôi mà bạn Ben đã phân tích ghê thì cái chứ. Oh my god. Hỏi đặt ra ở đây là thanh niên này hút thuốc kiểu gì khi mà anh còn không có cái miệng để mà hút. Mình khá là thích anh bạn này và đang tự hỏi rằng liệu thanh niên này có quay trở lại hay không. Ben đã rất thích nha. Thực sự là Commander Cameraman thì có nghĩa là anh ta là một đặc vụ đặc biệt. Và đã là đặc vụ đặc biệt rồi thì đội trưởng sẽ có khả năng quay trở lại. Và hơn nữa thì nếu như đã có một chỉ huy cho một đội như thế thì cũng có khả năng khác là sẽ có nhiều chỉ huy cho những biệt đội khác mà đúng không? Sau cái này thì đột nhiên có một tiếng động lớn. Elite Cameraman. Khi chúng ta quay sang phải thì đó chính là G-Man đang cố gắng trốn thoát khỏi Titan G-Man ngay sau tập 73. Tên này đang cố gắng chạy trốn khỏi Titan TV Man nhưng thật không may là trưởng tộc người TV đã đuổi kịp và chặn đường. Ông ấy chỉ vào mặt của G-Man và nói rằng ngươi không thể nào mà cứ chạy mãi thoát khỏi ta được đâu. Và đồng thời không chạy được đâu con trai, to be continue. Mày không thoát được đâu con trai, to be continue. Ấy để chém một nhát vào người của G-Man nhưng gã này vẫn đủ tỉnh táo để né được đòn chém đó. Ghê. Chuỗi combo của mình bằng một nhát đạn vào mặt của G-Man nhưng gã này vẫn rất nhanh và bật tấm khiên năng lượng lên trong khi nói rằng hãy cho ta một cơ hội. Nhưng Titan TV Man hãy cho ta một cơ hội thì không nhân từ tới như thế và anh ấy nói rằng sau tất cả những gì mà ngươi làm ư. Sau đó bay đến vị trí của G-Man và rồi dùng kiếm xoay một tròn để hết chém cơ hội G-Man ra. Đã có một cú chém trúng vào khiên của. Nhìn lúc mà anh chém gì mắc cười vậy các bạn, nên đưa cái tay ra xoay vòng vòng trong trống tre nè Nobita. Nhưng nó không gây sát thương gì mấy. Điều buồn cười ở đây là con helicopter cameraman này ở ngoài cứ bắn những viên rocket vào mặt của G-Man. Ăn ké đúng không Ben? Đó Ben cũng để ý giống mình luôn. Nhưng nó cũng không có tí sát thương nào, như kiểu ở ngoài gãi ngứa cho gã ta vậy. Ngoài ra khi đang xoay vòng vòng và chém chuối thì Titan còn hét lên rằng không bao giờ. Và rồi sau đó không bao giờ thoát thành công. Có vẻ như lúc này G-Man thực sự đã đuối nên hắn ta mới khiêm nhường như vậy và van xin Titan TV Man. Ok, đuối rồi. Cũng có thể là gã ta đang cố tình khiêm nhường với Titan TV Man để tạo ra một sự thiện cảm và thực sự muốn liên kết với họ để cùng nhau chiến đấu với Astro Toilet. Bởi vì trước giờ chúng ta đều thấy rằng G-Man rất chiến và hung hăng. Làm gì có chuyện hắn ta lại van xin như vậy đúng không? Có lẽ viễn cảnh G-Man không van xin Toilet và cùng chiến đấu với phe Astro Toilet sẽ diễn ra trong một tương lai không xa nữa rồi. Vậy là sau này các bạn nhớ gọi anh Jay giống G-Man nha, biết sao không? Tại vì anh Jay đã trở thành một Titan mới. Các bạn nghĩ như thế nào? Let's go baby. Hãy để lại cho mình một like, một đăng ký để mình. Cảm ơn Ben rất là nhiều với đã bài phân tích quá hay nha Ben nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Ok bye Ben nha, và cũng cảm ơn các bạn fan rất là nhiều vì đã xem video này ngày hôm nay chung với mình. Mong là các bạn nhớ cho cái video này một nút like nha. Những bạn nào thích với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút ở cái phía dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai của Gia Team mình. Bye bye.